cat is a creep. Em tươi lung linh trên phố. Con trai ơi. Dạ. Lên lầu lấy giùm ba cái đĩa karaoke ai gắn cho con. Dạ bác ạ. What the fuck? Con trai ơi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một huyền thoại, đó là hãng sản xuất Arirang. Và các bạn cũng đã biết thì Arirang là một hãng sản xuất mà gắn liền với rất nhiều tuổi thơ của các bạn 9X đời đầu và 8X. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một sản phẩm mới của Arirang sẽ hồi tưởng lại cho chúng ta một tuổi thơ dữ dội và đặc biệt là tích hợp nhiều công nghệ để có thể sử dụng trong thời đại hiện nay. Đó là sản phẩm đầu karaoke Arirang AK36 Plus. Arirang AK36 Plus là dòng đầu karaoke gia đình tích hợp nhiều tính năng giải trí được hãng Arirang cho ra mắt. Đầu Arirang AK36 Plus còn gọi với cái tên là đầu máy Android karaoke AK36 Plus, có kiểu dáng đẹp xuất sắc, mặt máy được làm từ nhôm nguyên khối chống gỉ, sơn đen tĩnh điện, bền và chắc. Đầu máy hát karaoke AK36 Plus được trang bị thêm cổng USB cho phép chúng ta gắn thêm ổ cứng ngoài và phía mặt sau cũng có một khe cắm ổ cứng riêng với hỗ trợ dung lượng lên đến 6 TB, với sức chứa lên đến hàng trăm nghìn bài hát với nhiều thể loại và vô vàn ca sĩ nổi tiếng khác nhau. Việc điều khiển đầu máy cũng được nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần phải sử dụng đến điều khiển hay cuốn đít như trước. Cho phép điện thoại có tích hợp ứng dụng trên cả hai hệ điều hành Android và iOS, mang lại trải nghiệm tuyệt vời khi hát karaoke gia đình. Một công dụng đặc biệt nữa mà đầu máy Arirang AK36 Plus mang lại đó là nó có thể hoạt động như một chiếc Smart TV Box thực thụ, được trang bị với hệ điều hành Android 4.4. Khi chúng ta không hát karaoke thì người dùng có thể kết nối mạng internet để giải trí, biến chiếc TV thường của gia đình nhà bạn trở thành TV thông minh mà không hề giới hạn kích thước màn hình. Chúng ta có thể duyệt web, xem phim, đọc báo, chơi game và làm tất cả những gì mà Smart TV Box có thể làm. Đầu máy Arirang AK36 Plus là một sản phẩm được đánh giá cao trong một khúc giá rẻ.